ông phát hiện ra rồi, nãy chị đi qua lần đó chị định kêu mà chị thấy bận bận nên cái chị cũng nghĩ lại cho thôi. Cái xong rồi nặng cái thấy ăn được, cái là chị quyết định qua lại. Chị nhớ là lúc nãy Hà đang lau láo mặt, chắc cũng xong rồi. Chị định phát trực tiếp, nhưng mà ngày nay phát em rồi đó. Phát em nặng giỏi quá mà. Nặng chi mà. Ta thấy mụn ở đâu đâu mà lặn lặn lách lách. Ít lắm, được có mấy cục đầu đầu, được có đầu đầu nhiều phần xí không à. Lúc mà chị coi là được mấy cục đã đã đó thôi đó. Thì đúng miệng á. Sau đó sau em cái đoạn chị quay em cũng ráng em mò coi có cục to mà cứ phải ba cục. Ta cũng không thấy đâu mà từ phương trời muốn tới phương trời mua. Ví dụ từ đây mà tới đây là thấy cũng đã xa rồi đó. Mà thích cười vậy sợ. Mà ba loạn chọn loạn chọn. Coi ra là nhìn là họ biết ai nặng liền luôn. Bên đó có người rửa mặt à, chị nữa hả? Còn có người cho chị à, chị nó làm gì à? Khách bình thường à? Chừng cái bình giấy luôn. Ngày nắng đỡ rồi nè. Còn kêu là chị tin em chưa? Tin em chưa? Rồi em kêu người người đã biết phá bỏ cho bọn chị đó nói ra kìa. Còn nếu không nói ra là nuôi tiếp. Sau em kêu là em á, buổi chiều là em đi đúng lúc hết khách. Em kêu rất buổi sáng em đi cũng vắng đó. Em kêu buổi sáng tất nhiên là ý rồi. Em kêu là chị cái ngày đông nó có bả không ta? À hình như có buổi sáng. Chứ đừng có đi lang thang là đông không? Lấy vợ mắc hết. Ừ, đổ qua phòng này là biết không, hồi nãy vẫn ấy hai vợ em mình xuống đó ha. Ừ. Nè cho bà chứ đó nặng mặt nó đúng bà luôn. Trinh. Nhưng mà thằng nó kêu là nó chịu nổi nó rồi, nó nói bà nặng sơ sơ rồi. Thế là nặng, thấy không nặng lâu mà phải không ta? Nó nặng lắm. Hả? Em nặng thì có xí mà kêu đau nó chịu nổi á. Ừ. Bà nó cho lấy cái cầm nữa. Có chủ yếu chứ cầm mà. Hay là bà Trinh bà nặng đau quá. Chịu nó chứ em qua 30 phút em mệt rồi. Thì nó sơ sơ thôi. Ừ. Nó không đắp mặt à? Nó dùng kem ta? Có tưởng mà Trinh nặng lâu nữa chứ. Do vậy làm chị nên chị không để ý. Chị làm mà mấy cái gái là vậy hay tập trung lắm, chị không có để ý. Hồi nãy khách gọi điện gì nói 20 tăng ăn 2 nữa chứ. Kêu là, em đang ở đâu đó. 20 tăng ăn 2. Cho cái dây lộn. Người não ở đâu. Liết liết ra phía ngoài nè. Lâu lâu á mà chị đang đi đâu thì em liếc ra coi nó ở đâu về em đi mấy cái từ quá chứ đừng có chạy liền nhé. Bây giờ bị chóng mặt rồi. Bây giờ em nhìn này, giờ em giữ trụ máy, em nghiêng tránh em đừng có di chuyển cả cái máy nữa. Em nghiêng thấy giống như giữ cái trụ ở giữa đó. Đợi cái trung. Giống như camera đó đó. Em hiểu không? Đứng một chỗ mà xoay góc nghiêng á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phút rồi, hay muộn rồi. Nhanh thôi em, xí nữa thôi. Chị nào? Đây là khách mới vô hay sao? Chị mới gọi. Ai chị vô rửa mặt luôn đi. Là xong rồi đó. Chị hỏi em thì em tư vấn cái rồi chị. Tư vấn à. Rồi chị vô trong phòng kia cho mát đi rồi em qua chữ. Tư vấn cái gì đó không biết. Chọn đủ 10. Rồi nào? Chỗ cái tay tự nhiên cái tay mô. Chỗ cái này nè thì em nói chứ chưa. Để hỏi bé thử. Nó nhiều lúc rồi qua biết không phát cục môn. Phá hết. Cục nào xấu phá hết. Chán hết rồi.